chúng ta thấy năm xưa đạt ma tổ sư đến trung quốc cảnh giới đó quá cao không có ai hiểu được Ngài ở Thiếu Lâm Tự quay mặt vào tường 9 năm Gặp được Huệ Khả Huệ Khả rất ngưỡng mộ Ngài Trong lòng có vấn đề không giải quyết được Mùa đông tuyết rơi Đạt Ma Tổ Sư ở trong phòng nhập định khoe khả ở ngoài cửa đời tuyết rơi rất lâu tuyết ngập đến tận đầu gối đạt ma tổ sư cũng không màng đến ông trong tình trạng này ông lấy giới đao chặt đứt cánh tay trái đem cánh tay này cúng dường đạt ma sư tổ không có gì cúng dường chặt cánh tay cúng dường tổ sư tổ sư nhìn rồi nói vì chuyện gì mà ông phải khổ như thế hoài khả nói con xin thầy giúp con an tâm tâm còn bất an đạt ma tổ sư đưa tay ra nói đem tâm ra đây ta an tâm cho câu nói này đã thức tỉnh huệ khả ông tìm tâm tâm đâu tìm không thấy tìm một lúc bèn thưa tổ sư rằng tâm của con liệu bất khả đắc tâm ở đâu tìm không ra đạt ma tổ sư nói với ông ta đã an tâm cho ông rồi ta đã an tâm cho ông rồi đó huệ khả liền khai ngộ khai ngộ là minh tâm kiến tánh buông bỏ tất cả Buông bỏ nhị biên ừ. Huệ khả đại sư khai ngộ là nhờ mấy câu này Quý vị xem Một người hỏi một người đáp ừ. Chúng ta thấy được Nghe được câu chuyện này Quý vị hỏi tôi Tôi cũng bắt trước Tổ sư Đạt Ma trả lời quý vị Thử xem quý vị có khai ngộ được không quý vị không khai ngộ được vì sao quý vị không khai ngộ quý vị không được chân thành khẩn thiết muốn được giải quyết vấn đề của mình như huệ khả đại sư bây giờ tại sao quý vị không khai ngộ quý vị không có vấn đề gì làm sao quý vị khai ngộ được cho nên thiền tông nói đại nghi đại ngộ tiểu nghi tiểu ngộ không nghi không ngộ ngày nay chúng ta không hoài nghi không nghi ngờ pháp tánh không nghi ngờ vô minh vậy thì không có chỗ ngộ rồi những câu chuyện như vậy trong kinh phật rất nhiều rất nhiều Đích thực quý vị nói Mình có phiền não Quý vị đem phiền não ra Quý vị phải đi tìm phiền não Phiền não liệu bất khả đắc Nói cách khác Điều này rốt cuộc là gì? Là một nhận thức sai lầm Chúng ta nói là do một quan niệm sai lầm tạo thành Làm cách nào để sửa đổi quan niệm sai lầm này Đừng lo Buông bỏ quan niệm sai lầm là được rồi Quý vị tìm phương pháp để sửa nó Thì phương pháp đó lại là một phiền não Lại là một phiền phức Vĩnh viễn không giải quyết được Vì sao? vì tất cả tưởng tượng của quý vị đều là hư vọng hư vọng không thể hóa giải hư vọng khi chân thật xuất hiện thì hư vọng biến mất chân thật xuất hiện như thế nào buông bỏ hư vọng thì chân thật xuất hiện then chốt vẫn là ở chỗ buông bỏ Huệ khả luôn cho rằng tâm mình bất an Sanh phiền não Tổ sư Đạt Ma nói Ông buông bỏ tâm niệm Vòng tưởng bất an này Thì không sao rồi Người xưa nói rất hay chỉ cần trừ vọng niệm đừng cầu chân buông bỏ vọng rồi chân ở đâu vẫn là vọng niệm chân và vọng là không phải hai buông bỏ ý niệm thì vọng biến thành chân vọng vốn dĩ là chân khi không buông bỏ chân vốn dĩ là vòng Cho nên không khởi tâm, không đồng niệm Chân hiện tiền Chân như hiện tiền Chân tâm hiện tiền Chân tánh hiện tiền Khởi tâm đồng niệm Thì những thứ này không còn Vì sao? Vì chân tâm biến thành khởi tâm đồng niệm. Chân tâm biến thành kiến tư phiền não. Đây là nguyên lý. Quý vị phải thấu triệt nguyên lý, phải hiểu rõ minh bạch chân là gì. Nhất niệm bất sanh là chân. Không làm được nhất niệm bất sanh Vì sao không làm được Vì tập khí vọng tưởng quá nặng Tự nhiên từng ý niệm Từng ý niệm thoát ra bên ngoài Giống như dòng suối vậy Không ngừng từ dưới đất phun ra Đây là căn bệnh của chúng sanh trong lục đạo Trong mười pháp giới việc này phải làm sao mặc kệ nó đừng chú ý đến nó đó là buông bỏ buông bỏ lâu ngày thì thiền định xuất hiện tâm quý vị định lâu ngày thì đại triệt đại ngộ quang minh trong tự tánh hiện ra phương pháp của người niệm phật là phương pháp khéo léo nhất trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Tức là niệm Phật A-di-đà Phật A-di-đà không phải vọng cũng không phải chân Phật A-di-đà là tự tánh Phật A-di-đà là chân tâm Phật A-di-đà là chân như Hay không thể diễn tả Nhất định không hoài nghi câu Phật A-di-đà này Quyết định không có vọng tưởng Không có tạp niệm Bất cứ lúc nào cũng niệm được Không có việc gì thì niệm Phật A-di-đà Đừng vọng tưởng Dùng câu A-di-đà này Để thay thế ý niệm của chúng ta Gọi là người niệm Phật đây gọi là nhớ phật niệm phật hiện tại tương lai nhất định thấy phật hai câu sau này là nói hiệu quả của nó nhất định thấy phật thì quý vị đã thành phật rồi quý vị không thành phật quý vị sẽ không thấy được phật thấy phật tức là thành phật thành phật tức là thấy phật Cho nên vô phượng vô thoát Một câu danh hiệu Phật Niệm đến cùng là được